Ok, xin kính chào quý anh chị nhà tư. Chúng ta quay trở lại với kênh YouTube của em, tôi Invest trong phiên dịch ngày 20 tháng 4. À, hôm nay cũng là một cái phiên đáo hạn phái sinh, các anh chị ha. Thì sau cứ mỗi một mỗi thà thứ năm, tuần thứ ba của hàng tháng thì chúng ta sẽ đến cái ngày đáo hạn phái sinh. Thì cái diễn biến trong phiên nghiệp nay nó tương đối là tẻ nhạt, đúng không các anh chị? Và hầu hết là các cái mã cổ phiếu nó được điều tiết bởi những cái nhóm cổ phiếu trụ cũng như là những cái cổ phiếu với vốn hóa lớn, ví dụ như chẳng hạn là dòng ngân hàng đấy thì hôm nay chủ yếu là những cái tên tuổi thường sở như là vinhome bit rồi gas này rồi kể cả vietcombank mysan vibank đều được lấy ra để mà như nào à, có những cái sự điều tiết lên chỉ số thị trường chung cũng như là để mà à, tất toán cái hợp đồng à, tương lai à. đấy thì à, với những cái vận động như vậy thì chúng ta chưa thể nào chúng ta đánh giá một cách nó à, đầy đủ và chi tiết nhất về cái à, cung cầu của thị trường ở thời điểm ngày hôm nay đó cho nên là mọi cái sự đánh giá và những cái sự vận động của cung cầu thì của cổ phiếu nó sẽ rõ ràng hơn và nó sẽ khách quan hơn sau cái giai đoạn đáo hạn phát sinh này khoảng tầm là một trong hai phiên sắp tới các anh chị nhé nên là chúng ta sẽ chưa có đánh giá quá là nhiều về những cái sự vận động trong ngày hôm nay của thị trường đó mà thay vào đó thì à, tuấn vẫn sẽ hướng dẫn cho mọi người biết được rằng là à, đâu sẽ là những cái mã cổ phiếu khỏe và đâu sẽ là những cái mã cổ phiếu tốt trong những cái giai đoạn sắp tới để mà các anh chị chúng ta lựa chọn Và chúng ta nên loại những cái dòng cổ phiếu nào nên loại những cái cổ uh, cái cổ phiếu nào mà nó không có thực sự là tối ưu cho các anh chị chúng ta hoặc là cơ cấu lại các cái danh mục của các anh chị chúng ta khi mà thị trường nó có bật hồi và nó quay trở lại cái đà tăng à, rồi và trước đó thì uh, tuấn cũng đã có giới thiệu với các anh chị chúng ta uh, trước đó là tuấn cũng đã có giới thiệu với các anh chị chúng ta đâu rồi nha uh, đây nhận diện cái cổ phiếu mà dẫn dắt hay là cái dòng dẫn dắt đấy các anh chị hoặc là những cái cổ phiếu leader ha thì tuấn cũng đã có những cái video tuấn nói về xác định những cái dòng cổ phiếu đó là dòng cổ phiếu dòng cổ phiếu leader này hay là những cái mã cổ phiếu leader như trong cái giai đoạn vừa rồi đó chính là thằng uh, FTS hay là thằng BSI uh, như các anh chị đã thấy đúng không? tuấn đã liên tục tuấn khuyến nghị với mọi người là thậm chí là tuấn khuyến nghị khuyến nghị với mọi người là chúng ta có thể là mua đuổi trong những cái phiên tăng trần như thế này là một cái điều hết sức là bình thường bởi vì đây xác định là tụi nó là như nào lại là những cái cổ phiếu gì à? à là những cái cổ phiếu dẫn đầu là những cái cổ phiếu mà à, rất là là mạnh mẽ ở trong nhóm dòng của mình thì các anh chị chúng ta sẽ thấy được rằng á thì khi mà nó đã xác nhận nó vào sóng rồi nó không chỉ đánh đâu đó có khoảng tầm là 10 20 phần trăm đâu mà thay vào đó là trong cuộc nhóm ngành các cái cổ phiếu khác trong nhóm ngành của mình á thì nó có thể chỉ đánh được khoảng tầm là 20 30 phần trăm thôi còn đối với là những cổ phiếu này các anh chị chúng ta thấy là từ nền nó đi lên này hiện tại đâu đó khoảng tầm là 60 phần trăm hơn 60 phần trăm rồi các anh chị chúng ta thấy không ạ và đó là cái tính chất của một cái à, à mã cổ phiếu dẫn đầu trong nhóm ngành của mình ha Đấy, tương tự như FTS thôi các anh chị từ những cái vùng nền ở đây đi lên là các anh chị chúng ta thấy là nó cũng đạt được đâu đó khoảng tầm là 50 phần trăm các anh chị chúng ta thấy không ạ Thế thì cái việc mà xác à, định được những cái cổ phiếu leader rồi nó sẽ giúp cho các anh chị chúng ta à, mua được và chúng ta nắm giữ được những cái mã cổ phiếu cực kỳ là khỏe trong nhóm ngành và có thể là chịu đựng được những cái gì à? À, áp lực rung lắc cũng như là những cái đợt mà điều chỉnh của thị trường chung ở thời điểm hiện tại các anh chị em ta nhận diện được cái cổ phiếu khỏe là như thế nào không ạ là những cái cổ phiếu ví dụ như thị trường chung nó có điều chỉnh nó giảm xuống như thế này nhưng mà cái cổ phiếu nó vẫn giữ được ở những cái vùng giá ở phía trên cao và cũng như là không bị giảm quá là nhiều ví dụ chẳng hạn như là thị trường chung à, bữa giờ đâu đó là nó giảm từ ngày 6 tháng 4 đi chúng ta sẽ lấy mốc vào ngày 6 tháng 4 các anh chị ha nó giảm đâu đó khoảng tầm là 3 4 phần trăm đi chẳng hạn 3 phần trăm các anh chị ha 3 phần trăm thì những cái mã cổ phiếu khỏe như là STS này các anh chị có thấy là từ ngày 6 tháng 4 thì những cái mã cổ phiếu này thì nó lại như thế nào à thì nó lại tăng tiếp lên được khoảng tầm là 8 phần trăm thì đây chính là những cái gì à, à cổ phiếu nó là là, là, là cổ phiếu khỏe và là, siêu cổ phiếu đấy ha rồi chúng ta sẽ lấy một trong những cái uh, cái 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 cái, cái, cái uh, cổ phiếu khác các anh chị nhé đây là đâu sẽ là những cái cổ phiếu khỏe Ê, để Tuấn sẽ tiếp tục Tuấn lấy trong nhóm dòng chứng khoán cho các anh chị mà coi ví dụ chẳng hạn như những cổ phiếu khác như HCM có phải là một cái cổ phiếu khỏe không thì đây các anh chị ra thấy là nếu như mà HCM đối với là dòng chứng khoán thì chúng ta có thể là chúng ta là là, là, là cái 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 chỉ số beta là cái cái chỉ số mà nó uh, nhạy nhạy phản ứng với lại thị trường chung ấy, ha Thì đâu đó nếu mà thị trường chúng ta giảm 3 bốn mà nhóm này nó chỉ giảm đâu đó có 4-5% là điều rất là bình thường Đấy, và đây là những cái mã cổ phiếu mà nó vẫn giữ được ở những cái vùng giá phía cận đỉnh như thế này là tôi đánh giá là nó vẫn tốt này các anh chị có thấy nó vẫn tốt này nha rồi chẳng hạn như tiếp theo có gì nữa nhà có ai cũng cũng là như nào à ở mức là là dưới trung bình hoặc là ở mức dưới dưới khá thôi hoặc trung bình thôi các anh chị ha nó yếu hơn so với lại những thằng nhát xem mờ bởi vì nó có những yếu tố nó điều chỉnh nó sâu hơn. Đấy chẳng hạn như là vậy. Đây các anh chị có thấy là Điều chỉnh 7% tức có nghĩa là sao ạ? Những cái lực cầu vào đỡ nó sẽ kém kém hơn so với lại là, là những cái mã cổ phiếu như là HCM, MBS hay là là FTS. Đấy. Rồi, còn FTS thì à, MBS thì sao? Đây cũng tương tự như vậy. Đấy thậm chí là nó không giảm luôn các anh chị có thấy không? Thậm chí là nó đi ngang. À, đấy thậm chí là nó đi ngang thì đây chính là những cái mã cổ phiếu khỏe này. Ở à, đây Tuấn sẽ đánh giá đây là những cái cổ phiếu là trên mức khá các anh chị ha và dưới mức nhà xuất sắc đấy rồi hay như những ngày cổ phiếu khác ví dụ nó yếu hơn ví dụ như là có vi sai cũng yếu này các anh chị ta thấy mà cũng yếu hơn hoặc là nó vận động giống như là theo thị trường chung đấy, các anh chị ta cũng thấy là nó có đã lúc là giảm 7 phần trăm và hiện tại là đang còn khoảng là từ lấy cái mốc là 6 tháng 4 là đâu đó giảm khoảng tầm là 5 phần trăm đó thì cũng là quanh quanh đó thôi chứ không không có quá là nhiều đấy nhưng mà sao mà chúng ta sẽ đánh giá được là trong cùng một cái nhóm ngành cái sự phân hóa về dòng tiền cũng như là À, cung cầu vận động của cổ phiếu á, nó sẽ lựa chọn những cái thằng khỏe nào hơn à, và những cái thằng nặng nào mà nó nặng mông á, là các anh chị ta sẽ thấy rồi hay như những cái thằng như vrd các anh chị ta thấy mà rất là yếu các anh chị ta thấy không rất rất là yếu luôn à, rất là yếu các anh chị ha chưa bứt thoát được cái vùng đỉnh là cái thứ nhất mà nó còn bị gãy có khi là sâu hơn thị trường chung hoặc là nó gãy theo thị trường chung à, tương đối là nhiều thế thì chúng ta có, có nên ưu tiên chọn những cái dầu cổ phiếu như là là là, là à, vrd không ạ à? à, hoàn toàn là không nên đúng không đấy cho nên rằng là chúng ta sẽ phải cẩn thận cẩn trọng chọn lựa sao cho, cho mà nó thật là phù hợp và cũng như là tối ưu nhất những cái uh, khoản đi vốn của uh, chiến lược uh, giao dịch của mình đấy đúng không thì cho nên rằng là mọi người sẽ thấy là như thế nào có cái sự chuẩn bị có lên kế hoạch và lựa chọn chọn lọc ra cổ phiếu khỏe cổ phiếu mạnh đấy nó sẽ mang lại cho các anh chị chúng ta những cái giá trị và cũng như là cái tỷ suất sinh lời nó tốt hơn nhiều Ừ, chứ anh chị chúng ta ôm ví dụ như em chấp luôn cho các anh chị chúng ta mua từ cái vùng nền của vrd giá 14.5 hiện tại thì các anh chị chúng ta lãi được có hai phần trăm mà đấy các anh chị chúng ta thấy mà thà là những cái cổ phiếu khác mua từ những cái vùng nền nó đã lãi đâu đó khoảng tầm là 20% phần trăm là ít nhất đấy thì đối với lại những mã cổ phiếu nó quá là yếu như thế này thì các anh chị chúng ta nên loại bỏ nó ra ha à. rồi ví dụ chẳng hạn tiếp theo như AGR này các anh chị mà thấy nó nó lên như một như một con con mảnh hổ mà rất là kinh khủng này. Các anh chị có thấy không? có điều chỉnh xong lại tiếp tục bật tăng mạnh lên. Ai nói hôm qua nó phân phối đâu. Phân phối sao được mà phân phối. Nó lại tiếp tục nó đánh lên. Đấy, và cái đến lúc mà quan trọng nhất là cái gì các anh chị? Hôm nay Tuấn có nói luôn. Đấy là những cái cổ phiếu khỏe này là với cái... Uh, những cái nhịp mà nó thị trường ta chỉnh đó, thì nó sẽ giữ giá hoặc là đi ngang trong cái biên độ nó nó hẹp thôi nó không quá là nhiều đấy và nó vượt qua được những cái cơn bỉ cực của thị trường và khi mà thị trường ta quay đầu tăng trở lại đó, thì đấy chính là những cái lúc mà những cái cổ phiếu khỏe ví dụ như FTS này, BSI hay là AGR rồi à MBS ấy, vân vân, à, nó sẽ chạy những cái giai đoạn nước rút, các anh chị này nó sẽ chạy những cái giai đoạn nước rút và Tuấn cũng đã có một cái cái bài chạy nước rút của 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 nhóm dòng chứng khoán rồi, Tuấn sẽ um, nốt lại những cái thông tin cũng như là những cái target ví dụ chẳng hạn như là AGR nó sẽ về là những cái vùng đỉnh mà thời điểm là tháng 8 tháng 9 ở đâu đó cái thời điểm mà thị trường ta đạt được 1280 đấy các anh chị ha Đấy, quanh lại những cái vùng này đó, Các anh chị mà thấy, ví dụ như chẳng hạn như nếu như mà à, Thị trường ta quay trở lại, phục hồi và cũng như là Có những cái động thái nó tích cực hơn thì nó sẽ chạy tiếp đâu đó khoảng tầm là 20% nữa Nếu mà tính từ vùng giá này, nhưng mà tính từ dưới đây lên thì đâu đó khoảng tầm là 65% Các anh chị ta thấy nhiều mà, rất là nhiều các anh chị ha đó Rồi tương tự như là những cái hàng cổ phiếu như CTS cũng khỏe này À, rồi FTS cũng khỏe này. À, các anh chị chúng ta cứ tự tin là Tuấn à, nó đặt những đặt những ra những cái mốc target ví dụ chẳng hạn như là đối với FTS là đâu đó khoảng tầm là 31 32 thì à, nếu mà nó khỏe hơn và thị trường chung ủng hộ hơn thì thậm chí là có thể lên được khoảng tầm 34 35. Đó. nhá. cái này là các anh chị chúng ta cố gắng tiếp tục chúng ta nắm giữ khi mà chúng ta đã có những cái vị thế ở vùng giá dưới thấp như thế này ha. À. Rồi, và đó là 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 cái về cái mấu chốt mà tôi muốn nói Uh, nhấn mạnh trong cái uh, uh, trước hết là cái đầu video ngày hôm nay rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi qua từng cái mã cổ phiếu hay là từng cái nhóm ngành để mà chúng ta xem rằng là uh, có những cái sự uh, biến động nào mà nó, uh, um, nó, nó 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 gây ra những cái uh, chuyển biến mà nó 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 khác đi hay là không ấy. Chẳng hiện như là trong nhóm ngân hàng thì cái nhóm này nó vẫn là chủ yếu là nó đang đi ngang thôi, những cái cổ phiếu trước đó làm leader ví dụ như là nhóm ngân hàng là cổ phiếu BID hay là CTG này hay là Liên Việt bắt đầu nó sẽ có những cái đợt mà nó gãy rủ như nào ạ? À? gãy rủ trong ngắn hạn bởi vì như nào nó gãy những cái nhịp tăng ngắn hạn như thế này nó sẽ tìm về lại những cái biên dưới để mà tích tái tích lũy trở lại này các anh chị mà thấy không với những cái volume nhỏ như thế này thì làm sao mà như nào à? À, tổ chức họ ra hàng được chủ yếu là họ sẽ giữ được cái biên ở trên đây và họ tái tích lũy lại ở trên vùng này nếu như mà tái tích lũy lại ở trên vùng này đủ tốt và hấp thụ lại được những cái lượng cung bán ra đấy À, thì kiểu gì nó cũng sẽ có tính đến cái thời điểm mà nó sẽ kéo ngược trở lại khi mà nó đã như thế nào à? à đủ khoảng thời gian các anh chị chúng ta lưu ý nhé rồi tương tự như CTG cũng vậy nó cũng sẽ cần thời gian các anh chị nha nó cũng sẽ cần những cái thời gian thôi chứ không có việc gì mà nó cần phải vội vàng cả bởi vì sao à, à ở thời điểm hiện tại thì có à, đang tương đối những cái thông tin tiêu cực ví dụ như là covid này chẳng hạn như là vậy đó à, thì nó cũng gây ảnh hưởng đến tâm lý các anh chị nhà đầu tư nhưng mà theo em thấy thì những cái sự uh, thông tin như vậy nó hết sức là là, là bình thường à, các anh chị nhé Rồi, hôm qua là à, không biết là các anh chị chúng ta có theo dõi video ngày hôm qua hay là không. Đấy, thì hôm qua tôi cũng có cá với mọi người có phải là liên việc hôm nay nó sẽ phục hồi đúng không? Hoặc là hôm nay nó sẽ bật ngược trở lại đúng không ạ? Thì hôm nay nó bật rồi này các anh chị. Đấy, và tôi cũng đã lấy một cái ví dụ rất là cụ thể, rất là đặc trưng cho các anh chị chúng ta ở những cái nhịp mà ví dụ như nó đã xuất hiện ba cái phiên giảm như thế này thì nó sẽ sớm có những cái nhịp nó bật hồi thôi chẳng hạn như nam kim. Đó các anh chị mới thấy mà cũng ba phiên giảm xuống như này về lại cái vùng biên dưới gặp ngay hỗ trợ lại được cái đường trendline như thế này nó sẽ bật hồi thôi ấy à, mà bật hồi lên như thế này thì các anh chị chúng ta cứ tranh thủ chúng ta cơ cấu còn trong cái vấn đề mà nó tích lũy lại được đủ tốt hay là không thì cái đó là chúng ta chưa biết được các anh chị này chúng ta chưa biết được đấy mà chúng ta cần phải theo dõi và xem xét thêm còn nếu mà các anh chị chúng ta bị kẹp trong những cái ngắn hạn thì cứ nên mà phải như nào cơ cấu ra các anh chị nhé Đấy, liên phi cũng đấy ha, nên là hy vọng rằng nó sẽ lên được khoảng tầm 142 gì đó để cho các anh chị chúng ta có thể là cơ cấu để mà chúng ta đừng có bị như là bị động quá trong những cái nhịp mà khi mà thị trường nó phục hồi nó tăng ngược trở lại các anh chị nhé. Rồi, à, MB thì chưa ha, MB thì cũng à, vẫn đang trong một cái biên tích lũy thôi. Hiện tại thì Tuấn thấy là trong cái nhóm ngân hàng này này, trong cái nhóm ngân hàng này thì chỉ có một mã cổ phiếu Đấy, thì nếu như mà ở đoạn này Nếu như mà nó bật tăng lên ngược trở lại như thế này Thì chúng ta vẫn có thể đánh Như thế nào ạ Chúng ta có thể đánh những cái hình vòng cung hướng lên à Nên là chúng ta có thể đợi MB, MB Bank cũng được MB Bank nó cũng đang ở trong một cái dạng Mẫu hình tích lũy cũng khá là ok Các chị nha nó là chúng ta sẽ đợi Đấy, Chỉ tiếc là nó chưa có dòng tiền lớn gì vào thôi Nhé rồi tương tự như STB cũng vậy các anh chị nha. Nên là chúng ta cần phải chờ đợi thêm. Đấy, những cái động thái như thế này nếu mà nó siết cung siết biên lại, đấy những cái đoạn mà nó thu hẹp biến động lại đấy, các anh chị. À, chúng ta gọi những cái mẫu hình đó là mẫu hình giả à? à, VCB chẳng hạn như những cái nhịp này nó nó điều chỉnh 14% này. Rồi như thế nào? À, những cái nhịp điều chỉnh này nó chỉ còn lại đâu đó khoảng tầm là 10% này. Rồi sau đó là những cái nhịp điều chỉnh tiếp theo nó chỉ còn lại đâu đó khoảng tầm là 5% này. Rồi sáu phần trăm này rồi nhịp chỉnh cuối cùng của nó nó sẽ chỉ đâu đó khoảng tầm là còn ba bốn phần trăm thôi thì sau đó thì nó như thế nào ạ à? à? sau đó thì nó sẽ đánh bật tăng ngược trở lại rất là mạnh à, nên là chúng ta sẽ đợi cái quá trình mà cuối cùng của nó là nó sẽ lên nó test lại một lần nữa và nó chỉnh nó rủ lại lần cuối và nó hoặc là nó có thể nó đi ngang ở vùng này thôi à, nhưng mà sau đó khi mà dòng tiền lớn nó tham gia và nó bứt thoát được cái vùng giá 27 á là những cái lúc đó là những cái lúc mà nó đánh nha yeah, các anh chị chúng ta lưu ý còn nếu mà trong cái trường hợp mà nó gãy mất cái gì? À, gãy mất cái đường trendline lai này với khối lượng lớn là chúng ta sẽ thấy được là chúng ta đánh giá là đó là những cái sự rủi ro của cổ phiếu rồi nha chứ không phải là cơ hội nữa đâu nha nên là các anh chị chúng ta lưu ý không tham gia quá là vội hoặc là không tham gia sớm ở những cái vùng này nha đấy đừng có bảo là tuấn nó bảo là thế nào nó cũng đánh vượt đỉnh được rồi tham gia vào ấy lúc đó là chết tuấn nha hay <laughs> cũng như là chết các anh chị luôn ấy nên là cũng đừng có vội vàng hấp tấp làm gì cứ đợi những cái tín hiệu mà nó rõ ràng và cũng như là những cái nhịp mà nó đã có những cái sự xác nhận của dòng tiền tham gia vào các anh chị nha dòng tiền thông minh nha rồi và đó là cái nhóm ngân hàng các anh chị nhóm ngân hàng này vẫn chưa có gì đặc sắc cả và tuấn sẽ tiếp tục tuấn chờ đợi thêm đối với là nhóm ngân hàng đấy rồi Ờ à, ngoài ra tiếp theo đến tiếp tục dòng dầu khí thì tuấn cũng đã nói dòng dầu khí tương đối là nhiều rồi và tuấn sẽ phải chờ thêm chúng ta cũng sẽ phải chờ thêm nhóm dòng dầu khí thôi nó đang có thiên hướng là nó cũng quay và nó retest lại nó có thể nó test lại một cái biên dưới xuống như thế này 15.5 ấy nó sẽ test test lại quanh đây các anh chị nhé không thành vấn đề nó miễn sao nó vẫn sai quay trong biên độ này và nó tích lũy lại được và nó hấp thụ lại được những cái lượng cung mà bán ra ở những cái giai đoạn trước thì nó là một cái yếu tố à, tích cực chứ chưa thực sự là là quá là vội vàng để mà à, hy vọng là nó sẽ đánh bật tăng lên lại được ngay luôn trong cái bối cảnh mà thị trường chung nó cũng không ủng hộ như thế này thì những cái nhóm dòng dầu khí nó cũng sẽ tương đối là khó để mà nó đi lên các anh chị nhé rồi tương tự như BVC hay là BVS cũng vậy nha tương tự như BVC BVS cũng vậy ngay cả BVS vé là tuần cũng càng mong là nó sẽ chỉnh thêm lại một nhịp nữa về lại dưới vùng 24. À, nó có muốn, nó muốn tạo mẫu hình gì cũng được hết nhưng mà nó phải nên rủ thêm một cái lần nữa, rủ mạnh thêm một cái lần nữa để mà nó như à, nào loại bỏ những à, nhà đầu tư mà yếu bóng vía ra ở khu vực này anh chị nhé. Rồi à, tiếp theo dòng bất động sản thì hôm nay bất động sản cũng có những cái nhịp mà nó kéo lại ngược trở lại cũng tương đối à, test lại cái vùng à, điểm thấp nhất của à, tuần trước. Đấy thì nó sẽ có yếu tố nó phục hồi và nó rút chân đi lên thì tạm thời chúng ta vẫn sẽ như nào à, quan sát thêm đối với lại những cái nhóm ngành này thì theo tôi thấy thì nó vẫn vẫn đang khá là khỏe chứ chưa có vấn đề gì đâu các anh chị chúng ta đừng có à, nghĩ rằng là nó xấu hay gì cả mà nó vẫn đang có những cái động thái là nó lên nó chỉnh nó lên nó chỉnh là điều hết sức là bình thường à, nó lên nó chỉnh là điều hết sức là bình thường ngay cả thằng nhà tự liêm này mà nó còn tăng trần được như thế này là các anh chị mà thấy mà đây chính là những cái dấu hiệu của gì dấu chân của tổ chức vào khi mà đã chỉnh test và lại rủ bỏ được những nhà đầu tư uh, cá nhân nhỏ lẻ ra rồi á thì nó quay về nó kéo ngược trở lại tăng trần như thế này là một cái điều hết sức là bình thường các anh chị ta thấy không ạ và chúng ta sẽ rất là dễ bị mất hàng nếu mà các anh chị ta đua giá đuổi giá ở những cái vùng giá phía trên này còn đối với lại các anh chị nhà đầu tư đã mua được ở những cái vùng giá 17 xuống dưới này thì chẳng có việc gì phải lo lắng cả thì bây giờ tăng ngược trở lại như thế này thì cái người vui nhất là vẫn là những cái nhà đầu tư mà là đã mua được ở vùng nền và nắm giữ và không bị rụng hàng ở trong những cái nhịp mà nó có yếu tố nó xảy ra điều chỉnh Ha, các anh chị nhé rồi cứ nằm gà cứ nằm gai mà nếm mật thôi các anh chị nha cứ nằm gai mà nếm mật thôi rồi ngoài ra những cái cổ phiếu khác ví như bán lẻ hôm uh, bữa nó cũng có thông tin là VAT giảm đúng không cũng có dòng tiền vào quay trở lại rồi thì chúng ta uh, có thể là quan sát những cái mã cổ phiếu này trong khoảng thời gian sắp tới cũng được thì tôi nghĩ rằng là ưu tiên uh, DigiWorld là ok rồi hoặc là pet cũng được nha pet cũng khá là ổn ấy pet cũng khá là ổn nếu mà nó tích lại tích lũy lại như thế này là tương đối là ổn nhưng mà nhiều khi bet nó cũng đang dễ lừa ở những cái những cái khúc ở trên đây này, này nó có thể nó nó vòng cung nó nó chỉnh test lại một chút xíu nữa rồi nó mới lên bởi vì những cái giai đoạn trước đó Tuấn có nói đó những cái giai đoạn trước đó nó tích lũy lại ở cái vùng này này đấy, nó tích lũy lại được ở cái vùng này nó siết không có được siết chặt cái volume nó đủ tốt đó volume nó nhỏ nó siết lại được đấy nhưng mà sao mà cái biến động cái biến động giá của cổ phiếu trong phiên đó, thì nó lại không được uh, siết chặt cho lắm À, cho họ là cái khoảng thời gian nó cũng tích lũy không đủ dài thì cho nên là những cái nhịp mà nó đánh lên thì hiện tại nó đánh lên được đâu đó khoảng tầm là hai phần trăm rồi thì cùng lắm là tôi nghĩ nó lên được khoảng tầm là ba 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 mươi ba phần trăm thôi các anh chị nha rồi ok um, gì nữa nha um, chắc cũng không còn gì quá xây dựng xây dựng thì có CTD CTD vẫn đang rất là khỏe CTD cũng là gì cái mã cổ phiếu mà nó khỏe hơn thị trường rất là nhiều các anh chị chúng ta thấy không ạ ấy trong khi thị trường ta điều chỉnh thì đây là những cái mã cổ phiếu nó đi ngang này đấy cái cái minh chứng cho thấy là cái cổ phiếu nó đi ngang này các anh chị thấy không thị trường chỉnh cổ phiếu đi ngang đấy nhưng mà thì tiền dòng tiền nó bắt nó quay trở lại thì nó mặc kệ thị trường và nó vẫn như nào à à nó vẫn tiếp tục nó tăng ấy thì đây là những cái mã cổ phiếu là cực kỳ khỏe các anh chị chúng ta không nhìn vào những cái điểm tích cực của cổ phiếu mà chúng ta cứ nhìn vào những cái điều tiêu cực của thị trường chung làm cái gì đấy rồi lại hô hào nhau bán ra đúng không à, cho nên là thôi đừng có bao giờ mà mà mà, mà, mà à để ý quá là, là là nhiều vào à, vào những cái cái điều mà như nào ạ à? ở trên mạng xã hội hay là trên diễn đàn mà họ cứ tung hô hoặc là họ cứ chim lợn về thị trường như là cổ phiếu các chị ta đừng nghe ấy mà chúng ta nghe xong rồi chúng ta phải như thế nào ạ à? À, có những cái sự chọn lọc mà đánh giá chứ không phải là cứ nghe xuống rồi lọt lỗ tai rồi lại à, áp dụng một cách nó máy móc vào thị trường hay là cổ phiếu mình đang nắm giữ thì nó, nó sẽ rất là dễ có những cái cú mà sai các anh chị ha Đấy. Rồi ngoài ra thì tôi cũng có uh, những cái sự cảnh báo đến với lại các anh chị nhà đầu tư về những mã cổ phiếu như là vật liệu xây dựng hoặc là đầu tư công ấy. Đấy. Chẳng hạn như những cái nhịp mà nó bu lên vừa rồi ở đây là tôi cũng đã cảnh báo mọi người là đây là cái lúc mà để mà mọi người cơ cấu ra chứ đừng có nên mua vào ở đây này tốn cá với mọi người luôn đây là sẽ là cái nhóm mà nó sẽ điều chỉnh và nó gây ra tiêu cực cho thị trường ở cái nhịp này là những mã cổ phiếu như KB nó phải về lại quanh ngưỡng đâu đó phải là về vùng 23.4 uh, hoặc là thậm chí là uh, 23 luôn đấy hoặc là 22.5 luôn nên là các anh chị chúng ta chờ thôi ở cái nhóm này nó sẽ là cái nhóm mà gây tiêu cực nha nó sẽ về lại quanh cái ngưỡng vùng giá 23 23.5 anh chị nha theo Tuấn dự đoán là nó có thể đã về đây nha trong cái những cái khoảng thời gian sắp tới được chưa nên là các anh chị chúng ta đừng có vội mừng các anh chị nha rồi ví dụ tiếp theo như là CG ở đây cũng tương tự như vậy đây rõ ràng là những cái cú mà nó phục hồi lên để các anh chị chúng ta lo mà tranh thủ chúng ta bán ra ai mà đeo bán trong cây này là về hoàn toàn là mua sớm thì có thể là hồi vốn mà còn mua trên trên đâu đây thì chắc chắn là ngày mai nó sẽ thủng nó gãy em bảo đảm với mọi người luôn các anh chị em ta thấy nha nó sẽ về lại quanh vùng giá 11.4 11.5 đó nha nó là các anh chị chúng ta sẽ phải rất là cân nhắc đấy nha VCG cũng tương tự như vậy này nó yếu rồi nó yếu nha dòng tiền thoát ra là nó yếu dần rồi và nó sẽ test về lại sâu xuống biên dưới hoặc thậm chí nó sẽ có những cái điểm rủ mạnh xuống như thế này nó đục thủng luôn cả cái vùng sideways rồi sau đó nó mới phục hồi đi lên ngược trở lại nó à, có rất là nhiều cái cách để mà như nào ạ à? à khiến cho các anh chị nhà đầu tư à, cá nhân phải thoát hàng ấy hoặc là phải à, rủ hàng rụng hàng ra thì lúc đó nó mới thu gom lại được một cái lượng đủ và cũng như là kèm theo đó là một cái lượng tiền để mà nó đánh lên đó chứ ấy chứ mà nếu mà thứ nhất là không gom đủ cổ phiếu thì cái việc nó đánh lên là vô nghĩa đúng không ạ cho nên là các anh chị chúng ta à, nên chờ đợi thêm các anh chị nhé rồi ok, chúng ta sẽ nói tiếp đến dòng cuối cùng là dòng thép Thì hôm nay dòng thép cũng không có quá là nhiều cái uh, yếu tố vận động Cũng như là về mặt cung cầu thì nó vẫn quay về nó test lại uh, cái cái vùng đáy trước thôi Chứ chưa có gì gọi là là, là quá là xấu cả ha Chỉ có những cái con những cổ phiếu như là Nam Kim thì bắt đầu nó cũng tìm dần tìm lại được Quanh cái ngưỡng cân bằng của mình rồi là quanh cái ngưỡng vùng 14.5 cho tới vùng 15 ấy nên là uh, hy vọng rằng là là, là là là, là Nam Kim nó sẽ sớm quay trở lại cái đà tăng của mình anh chị nhé. Rồi hoa sen cũng vậy nha, hoa sen cũng tương tự vậy. Nếu mà hoa sen ổn và hoa sen tốt á, thì nó sẽ đi lên được khoảng một chút xíu nữa hoặc nó quay về nó test lại cái vùng nền phía trên đó để mà, 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 mà à, kiểm tra lại những cái lượng cung cầu ở phía trên này này để có hấp thụ như thế nào nữa nhé. được chưa? Rồi HBG vẫn tiếp tục đi ngang thôi, nó không có dấu hiệu nó chỉnh sâu xuống thì nó sẽ đi ngang ở vùng này. À, nếu như mà nó sẽ tạo ra những cái file SOS ở trên đây này. này. Đấy, thì chúng ta có thể là tham gia ở những cái dạng phía sau cũng được không cần phải quá là vội Các anh chị nhá ok thì chắc cái video của tốn xin được phép uh, phép lại tại đây thì với cái nhịp ngày hôm nay á tốn vẫn chưa có đánh giá nhiều về vn index nhưng mà tốn vẫn hy vọng rằng với cái với cái vùng hỗ trợ uh, gọi là vùng hỗ trợ uh, tình cảm đi ha Đấy, cái vùng hỗ trợ tình cảm là quanh ngưỡng vùng 1045 cho tới vùng 1050 hiện tại là vẫn đang giữ được này à, vẫn đang giữ được này thì sao thì chúng ta sẽ kỳ vọng là đây là một cái nhịp mà nó cân bằng với khối lượng thấp các anh chị Đấy, chúng ta nghĩ rằng là với khối lượng thấp thì nó không có hề hấn gì nhưng mà uh, khi mà đặt trong một cái gì đó, khi mà đặt trong cái bối cảnh ở thời điểm hiện tại mà dòng tiền nó yếu đó, thì, thì 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 như thế nào thì đây là những cái nhịp mà thanh khoản thấp nó lại là những cái điều tích cực các anh chị nhé Đấy, bởi vì sao hàng lái họ muốn thoát ra thì không thể nào mà thoát ra được với những cái yếu tố gọi là tiêu, tiêu cực ở thời điểm hiện tại hay là uh, uh, gì nhỉ? Hay, hay hay là với cái những cái thanh khoản thấp thì ai mua cái lượng hàng của họ bán ra với khối lượng lớn đúng không? ạ cho nên là không có cái chuyện mà tổ chức họ sẽ bán hàng ra ở cái giai đoạn hiện tại này đâu mà họ đang thu gom đấy, các anh chị nhá. Ok thì chắc uh, Tuấn cũng xin phép được kết thúc cái video tại đây, thì hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các anh chị chúng ta ở những cái video ở trong cái giai đoạn nhà, 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 giao dịch tiếp theo và cũng như là video sắp tới Tuấn sẽ ra à, Tuấn tiếp tục Tuấn hướng dẫn với mọi người về những kiến thức giao dịch à, chứng khoán cũng như là à, cũng như là soi những cái mã cổ phiếu để chia sẻ cái cơ hội đến với lại các anh chị chúng ta nhé. Rồi và đừng quên là hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để mà ủng hộ Tuấn và cũng như là like cái video này nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ.